Ok, thì về cái thị trường thời điểm hiện tại thì anh chị thấy được là Bitcoin nó đang có dấu hiệu nguội lại ở quanh khu vực giá là khoảng 30.300 đô. Và ở đây khi chúng ta nhìn về mặt volume của Bitcoin ở trong thời gian là xét về cuối tuần rồi á, anh chị thấy được là chúng ta đang yếu dần về volume mua ha, chúng ta chưa thấy xuất hiện thêm volume mua ở thời điểm hiện tại. Và trong cái thời điểm hiện tại thì anh chị có thể là ghi nhận với em là ngày hôm qua chúng ta có một cái nến đâm lên lại, test lại khu vực là 30.321 đô la, tức là cái khu vực daily close, khu vực kháng cự mà chúng ta đang theo dõi ở thời điểm hiện tại ha. Chúng ta có một cái lượng volume bán mới được kích vào thị trường. Và trong cái thời điểm buổi sáng ngày hôm nay là từ khoảng 2 giờ sáng á, thì em có thấy được là một cái dấu hiệu rằng là chúng ta đang có rất rất là nhiều những cái dòng tiền nạp Bitcoin lên trên cái sàn giao dịch Binance đó. Anh chị có thể thấy được là cứ mỗi lần là 1.000 Bitcoin như thế này, thì ở đây chúng ta không có thể nào mà phán đoán được là họ nạp lên để làm cái gì, họ mua altcoin hay là họ dùng cái Bitcoin này họ short, hay là họ dùng Bitcoin này họ long, hay là họ như thế nào đó. Chúng ta chưa có thể nào xác định được cái khối lượng Bitcoin này làm cái gì, nhưng mà theo thường lệ thì em thấy được là khi mà có cái dòng tiền vào Binance, dòng tiền mà lớn và ồ ạt như thế này từ 2 giờ sáng cho đến tận là 12 giờ trưa là em ghi nhận rất là nhiều ha. Thì đây có thể là một cái tín hiệu cho thấy là có thể là chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh nhẹ nếu như họ bán cái khối lượng Bitcoin nó ra. Cứ 1.000 Bitcoin hiện tại bây giờ có khoảng 30 mấy triệu đô đó anh chị, rất là nhiều đó. Thì về cái cấu trúc sóng ngày hôm qua em có phân tích với anh chị, thì như anh chị thấy được là cái sóng 3 của chúng ta nó đang tạm thời dừng lại ở một khu vực là khu vực kháng cự là daily close ha. Đó. Và nếu như mà chúng ta chỉnh lại một tí về cái Fibo mở rộng này á, em có thể là đặt thêm một cái mức nữa để anh chị có thể là xem qua. Thì chúng ta đang nằm ở khu vực là 21. À, chúng ta nằm chính xác ở khu vực 21 là 30.354 đô la của Fibo mở rộng. Thì đây cũng là một khu vực cũng khá là đẹp để mà chúng ta kết thúc cái sóng 3 ở trong thời gian vừa qua. À, và từ giờ đến cuối tuần thì trong ngày hôm nay em nghĩ rằng là sẽ có những cái sự biến động cuối ở trong ngày hôm nay trước khi mà chúng ta bước vào cuối tuần. Và trong cuối tuần theo cái tiền lệ á, thì anh chị thấy được là chúng ta đã có những cái tuần cuối tuần á, mà nó có sự sideways ở trước đó ha, và sau cái cuối tuần chúng ta mới có những cái chuyển biến mạnh. Cho nên là nếu mà anh chị muốn chơi ở cuối tuần thì cũng nên cảnh giác. Và ở đây á, khi mà chúng ta nhìn về cái cấu trúc sóng 1-2 1-2 ha, ở đây muốn nhắc lại ở cái cấu trúc sóng này chúng ta có một cái phạm vi đi giá rất là nhỏ. Thực tế là đây một cái phạm vi giá rất là nhỏ bởi vì là nó muốn giữ chân giá nằm trên cái VAL ở đây anh chị, cái đường hỗ trợ về volume á, thì nó phá lên và nó muốn giữ chân ở đây, cho nên là giá cả ở sóng 2 đi khá là nhỏ ở trong thời gian vừa qua như anh chị thấy. Và khi mà chúng ta kích lên sóng 3 như thế này và đang bị nguội dần lại, thì em nghĩ rằng là trong cuối tuần này chúng ta có thể là điều chỉnh dần dần nhẹ nhẹ xuống từ giờ đến cuối tuần đó, để chúng ta đạt đến những cái mốc giá nó quan trọng hơn. Thì thời điểm hiện tại thì em vẫn đang giữ cái kịch bản là ở quanh khu vực là 29.150 cho đến khu vực là khoảng 11 của Fibo mở rộng là khoảng 28.277 đô la. Và tại sao lại là hai khu vực này? Bởi vì nó anh chị thấy được là ở khu vực đầu tiên là 29.150 là chúng ta nằm ở VAH đúng không ạ? Và cái khu vực này là cái khu vực mà trước đó chúng ta chưa thể phá ra được. À, và một khi mà chúng ta phá ra thì ở đây cái thời điểm mà nó phá từ khu vực VAH này lên á, anh chị cũng có thể thấy được là cái volume mua cũng khá là lớn ở đây, chứng tỏ là nó đã break ra khỏi cái VAH này một cách là có tính xác thực ha. Và chúng ta có thể là thấy được là cái giá trị của nó hiện tại á, là nó cũng là một cái vùng hỗ trợ rất tốt. Đó, thì anh chị cũng có thể là canh thời gian tới nếu mà chúng ta thấy được những cái phản ứng giá đẹp ở quanh khu vực 29.150 này, thì chúng ta có thể canh long lên ha, canh long ngắn lên được. Nhưng mà anh chị cũng phải lưu ý rằng á, là theo cái góc nhìn về hỗ trợ volume á, thì ở đây là một cái khu vực hỗ trợ đẹp, nhưng mà chúng ta nhìn về cái Fibo khi mà thời điểm này á, giá cả đang chạy rất là chuẩn xác khi mà nó đến khu vực 22 21 chứ 21 của Fibo mở rộng, thì nó có cái tỷ lệ nguội lại, nó bị từ chối xuống. Thì khi mà giá cả chúng ta vòng về khu vực VAH này, tức là khu vực 29.150 này, mà chúng ta không thấy xuất hiện bất cứ một dấu hiệu phục hồi nào mạnh ra khỏi khu vực 1.618, tức là khu vực khoảng 29.560 á, thì anh chị phải lưu ý rằng á, giá cả vẫn có thể là điều chỉnh tiếp về tới cái khu vực sâu hơn, một cái khu vực hỗ trợ em thấy là một cái key support luôn nha chị nha, một cái key rất là quan trọng, đó chính là khu vực 28.277, bởi vì nó trùng, nó rất là gần với lại daily close này, và cũng như là nó rất là gần với lại khu vực POC, khu vực hỗ trợ theo volume đó. Anh chị thấy thì trong thời gian vừa qua đây là cái nơi mà nó xuất phát điểm một cú rơi về 24k, và khi mà nó phá mạnh lên như thế này á, thì anh chị thấy được là khu vực này là cái khu vực mà em nghĩ rằng là nếu mà nó đánh tới đây được á, thì đây sẽ là khu vực tỷ lệ đẹp hơn để long thay vì khu vực là 29.150 ha.
Và cái sóng năm này em đang ước tính rằng là nó sẽ chạm đến khu vực cao hơn một tí nữa là khoảng 2.618, 31.637 trước khi chúng ta sẽ có những cái sự chuyển biến và điều chỉnh nó khốc liệt hơn ở trên thị trường. Và tại sao em lại nhắc đến cái vấn đề là sẽ có những cái sự điều chỉnh nó khốc liệt hơn? Bởi vì thời điểm này á, như anh chị thấy được á, là tin tức đã bắt đầu nguội lại, những cái tin tốt á, bắt đầu nguội lại rồi. Và trong những cái tuần và tháng tới á, chúng ta không xác định được rằng là chúng ta còn tin tốt hay không. Nhưng mà về mặt tin tức xấu thì em đang có những cái thông tin liên quan đến là lãi suất này đó, những cái thông tin đó sẽ là những cái thông tin mà quan trọng hơn và cái yếu tố để mà nó điều chỉnh nó vẫn sẽ còn nha chị nha. Và nhìn ở những cái chỉ báo, những cái thông tin nó đang cung cấp chúng ta là những cái thông tin như thế nào về cluster và cũng như là stochastic RSI đi. Hãy nhìn ở đây một tí thì về mặt stochastic RSI thì anh chị thấy được là cái chỉ báo này nó đã quá cũ rồi ha, nó đã quá cũ rồi. Và em nghĩ rằng là về thời điểm này á, mà stochastic RSI nó đang báo hiệu nằm ở quá bán á, thì em thấy được là nó cũng không hợp lý. Vì nếu mà anh chị nhìn ở cái chỉ báo khác nữa, đó chính là cái RSI, cái thông thường thôi. Cái bảng này đã được cập nhật lại rồi nha anh chị, được TradingView cập nhật lại rồi. Và anh chị thấy được là gì? Chúng ta đang nằm ở cái ngưỡng quá mua rất lớn ha, rất lớn ở trong thời gian vừa qua. Nếu mà nhìn ở khung thời gian 4 giờ thì anh chị thấy được là chúng ta chỉ có một lần, chúng ta chỉ có hai lần, ba lần mà nó xuất hiện những cái màu sắc nó đậm như thế này. Đó, và anh chị thấy được là bây giờ nó đã cross ra khỏi, hay nó đã băng băng qua, nó phá ra khỏi cái đường hỗ trợ ở đây. Thì anh chị thấy được là cái tỷ lệ nó điều chỉnh trong thời gian tới nó vẫn sẽ có. Và cái tỷ lệ điều chỉnh này nó cũng trùng khớp với những cái gì mà chúng ta đang dự đoán rằng là nó sẽ có khả năng điều chỉnh tiếp ở trong cái sóng 4 này. Và vì là cái sóng 1-2 như ban đầu em nói với anh chị á, là một cái sóng rất là ngắn và nó tiếp nối luôn một cái sóng 3 rất là mạnh. Vậy nên là nó cần phải có một cái sự điều chỉnh lớn ở sóng 4 để nó đạt đủ cái yếu tố và nó di chuyển lên cái sóng 5, 5 nó hiệu quả hơn. Đó, cho nên là em cũng đang ước tính rằng cái khu vực đẹp hơn để cho cái sóng 4 này nó tiếp đến, đó chính là khu vực 11 này, 28.277. Và trùng hợp thay, thời điểm này nếu như mà chúng ta nhìn ở khung 4 giờ thì chúng ta đang có những dấu hiệu như thế này. Nhưng mà nhìn ở khung ngày thì sao anh chị? Ở khung ngày, đây là một cái góc nhìn mà em cho thấy rằng là cái tỷ lệ ở trong thời gian tới vẫn sẽ có những cái sự điều chỉnh nó sâu sắc hơn sau những cái sự kiện tin tức trong thời gian vừa qua nó được bơm ra thị trường, nó kích thích lên anh chị ha, nó được kích thích lên rất là nhiều. Chúng ta thấy được là nếu ở trong thời gian cuối tuần á, cái RSI này nó sẽ không di chuyển nhiều, cái cluster chúng ta cũng sẽ không di chuyển nhiều và nó cứ chậm chậm nó điều chỉnh xuống. Và khi nó bơm lên tới cái khu vực sóng 5 mà chúng ta đang dự đoán là ở khoảng 31.600 á, thì lúc đó cái chỉ báo này ở khung tuần, hai cái chỉ báo này ở khung tuần ha, nó cũng sẽ gọi là chạm đến cái ngưỡng quá mua thật sự, nó sẽ tạo ra một cái điểm để nó có thể là tạo ra cái cú rơi tiếp theo ở trong thời gian tới. Thì về cái vấn đề là sóng năm xong nó điều chỉnh như thế này chúng ta chưa biết, nhưng mà thời điểm này em thấy là chúng ta cần phải chậm lại một tí để chúng ta quan sát ha, chúng ta không nên quá vội để ước tính rằng là lên tới đây chúng ta short ngay, chúng ta phải xem cái phản ứng đã. Và thời điểm này nếu như anh chị long short á, thì anh chị nên gọi như là chúng ta long short nó ngắn thôi, đánh nó ngắn hạn thôi nha anh chị nhé. Chị đang tìm kiếm những cái sàn giao dịch này để anh chị trading áp dụng những cái phương thức kỹ thuật của mình vào á, thì anh chị có thể là xem qua sàn giao dịch Bybit ha. Thì ở đây họ có rất rất là nhiều những cặp giao dịch khác nhau để anh chị có thể là tối ưu hóa hơn cái việc trading của mình. Và ngoài ra khi mà anh chị trading và đăng ký dưới đường dẫn của team thì anh chị có cơ hội nhận lên đến là 30.000 đô thưởng nạp khi anh chị nạp và trading đủ những cái mốc mà sàn giao dịch yêu cầu nha anh chị ha. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến một tí về một cái dữ liệu mà trong ngày hôm nay em đang thấy được là nó có tín hiệu rất là tốt đó, đó chính là DXY. Ở khung ngày DXY bắt đầu phục hồi từ cái khu vực trong thời gian vừa qua, nó thả cái đầu về là khoảng 101 và nó đang phục hồi lên. Và đối với cái dấu hiệu này á, khi mà chúng ta đo thử cái Fibo thoái lui từ cái khu vực đáy trước khi nó bơm lên á, thì anh chị thấy được là nó đã quay trở lại khu vực 0.618 ha, nó có hai lần, có hai lần quanh khu vực này nó thả cái nến nó xuống, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn kéo cái thằng DXY này lên. Và DXY khi nó tăng lên thì anh chị thấy được là nó sẽ có một cái dấu hiệu rằng là thị trường tài chính sẽ có thể là điều chỉnh nhẹ trước. Và trước mắt á, thì cái mốc DXY mà nó có thể là chạm đến đó chính là khu vực là khoảng 103 điểm, tức là cái cạnh kháng cự ở trong thời gian vừa qua. Như anh chị thấy được là trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã từ khu vực này chúng ta có cái mẫu hình hai đáy đúng không ạ? Trong thời gian trước em có nói đến cái mẫu hình hai đáy và nó bung lên
Chúng ta thấy được là nó có một cái tiến trình nó bùng lên và sau đó thì nó vẫn chưa thể bứt phá ra khỏi khu vực này và điều chỉnh xuống, cho nên là thời điểm này thì em thấy được là cái tỷ lệ chúng ta chạm đến mốc 103 nó vẫn là có nha chị, có thể là chạm đến đây, và khi mà nó chạm đến đây thì anh chị sẽ thấy được là thị trường tài chính nó điều chỉnh, và không riêng gì những cái liên quan như là chứng khoán thì anh chị cũng có thể thấy được là Bitcoin nó cũng có khả năng là điều chỉnh khi mà DXY nó tăng lên như vậy. Và kèm theo đó, nếu chúng ta nhìn thêm một cái nữa riêng cho crypto, đó chính là USDT Dominance. Trong thời gian vừa qua chúng ta cũng quan sát thì cái vùng ngày hôm qua em phân tích với anh chị ở trên buổi livestream thì anh chị thấy được là nó vẫn không thể phá vỡ ra khỏi khu vực 0.618, tức là nằm ở cái mốc là khoảng 7.16% ha. Đó, và chúng ta thấy được là chúng ta đang trông chờ rằng là nó bứt phá ra lại được khu vực 0.5 này. Đó, bứt phá ra khỏi khu vực 0.5 này thì Bitcoin sẽ được điều chỉnh. Sẽ được điều chỉnh nhẹ trước. Thì thời điểm này thì em vẫn chưa đưa ra cái quyết định rằng là điều chỉnh mạnh hay không, bởi vì là cái mốc này á mọi người vẫn đang muốn đẩy qua ha, muốn đẩy qua khỏi khu vực là khoảng 30.000 đô này. Vì trong thời gian trước đó thì em đã bàn với anh chị khá là nhiều đến mốc này rồi, ở những cái khung thời gian, đặc biệt là khung tuần. Cái khung tuần là cái khung mà chúng ta có thể là quan sát một cách là triệt để và nó tổng quan nhất về tình hình giá cả của Bitcoin, và chúng ta có thể là xác định thêm nhiều cái xu hướng. Thì anh chị thấy được là gì? Về cái vùng này thì cái tỷ lệ á, mà trong cái thời gian 2021 đi, nó đóng nến thì nó nằm ở quanh khu vực là khoảng 32.500 đô. Sâu hơn một tí thì ở đây là chúng ta có khoảng 31.700. Đó, thì anh chị thấy được là đây sẽ là cái khu vực tâm lý. Vì đây là cái rào cản, bởi vì là nếu như mà chúng ta bứt phá ra khỏi được khu vực này á, nó sẽ tạo ra một cái đà bull run. Một cái đà bull run rất sớm luôn nếu như mà chúng ta bứt phá ra khỏi khu vực này. Vì vậy là vì càng nhiều người quan tâm đến khu vực này thì chúng ta càng phải đề phòng. Đó, càng phải đề phòng. Nếu như trong thời gian tới mà bull run thật sự xảy ra đi, em nói thiệt với anh chị, nếu như mà chúng ta phá ra khỏi khu vực tâm lý 30, 31 và 32.000 đô này và chúng ta tăng lên một cách mạnh mẽ thì lúc đó chúng ta vẫn còn cơ hội anh chị. Cơ hội ở đây không phải là cơ hội ở Bitcoin, mà cơ hội ở đây là cơ hội ở Ancoin, bởi vì Ancoin thời điểm này nó đang bị lùi lại so với những gì Bitcoin đang thể hiện ở trong những cái tuần vừa qua. Bitcoin ở trong thời gian vừa qua nó đã tăng đến đầu tháng 2 và bắt đầu điều chỉnh xuống. Và thời điểm hiện tại á, nếu chúng ta nhìn sơ lược lại ha, chúng ta không nói đến ETH, ETH thì luôn luôn nó chạy song song với lại Bitcoin rồi. Và chúng ta hãy nhìn những cái đồng Ancoin bình thường chúng ta đang xem trong thời gian vừa qua. Anh chị thấy được là nó vẫn không thể hiện được rằng là nó muốn tạo ra một xu hướng tăng trưởng. Nó vẫn đang trong một cái đà giảm như là ADA, như là The Sandbox ha, chúng ta cũng đang nằm trong một xu hướng giảm đi xuống, hay là như là Solana, hay là như là Matic đều đang nằm trong một cái xu hướng giảm và chưa có dấu hiệu là muốn tăng trưởng. Cho nên là nếu như em nói với anh chị ở khung tuần mà Bitcoin vượt ra khỏi 32.000 đô này, anh chị vẫn còn cơ hội, bởi vì thị trường nó vẫn nằm đó thôi. Ancoin thì cũng chưa được boom. Thì nếu mà đánh đổi nha, em nói thiệt với anh chị là nếu như anh chị mua Bitcoin á, anh chị lời 5-60% ok. Nhưng mà nếu như anh chị mua Ancoin mà nó đúng vào cái giai đoạn mà Ancoin nó tăng á, thì thậm chí là anh chị còn lời gấp mấy lần thằng Bitcoin chị gom nữa. Nhưng mà rủi ro thì anh chị vẫn phải đánh đổi lại. Vì vậy á, cái thời điểm này khu vực giá 30, 31, 32.000 đô vẫn là một cái cản tâm lý. Thị trường á, thì sẽ chia ra hai phe. Một phe á, nó vẫn đang muốn là Bitcoin rơi xuống để có những cái vùng giá đẹp hơn, một phe thì vẫn đang muốn Bitcoin tăng lên để tạo ra một cái đà bull run. Nó vẫn muốn như vậy. Và về cái vấn đề là bull run thì em thấy được là nó sẽ thật sự xảy ra khi mà chúng ta có một cái sự halving của Bitcoin. Trong những cái mùa trước đây chúng ta thấy được là nó sẽ bull run thật sự khi mà nó có halving, và chúng ta còn cách cái thời điểm đó cũng khá là xa chị. Nếu như mà chúng ta search thử coi là thời điểm này chúng ta còn cách bao nhiêu lâu nữa. Slender, Bitcoin hay Slender thì anh chị có thể là xem qua những cái thông tin như thế này để chúng ta hiểu rằng là thời điểm nào chúng ta sẽ có những cái sự halving. Thì thời điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ có sự halving của Bitcoin đó chính là ngày 26 tháng 4 năm 2024 ha anh chị ha, còn rất là lâu nữa đó. Chúng ta thấy được bây giờ chúng ta mới đang tháng 6 thôi, thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều tháng nữa chúng ta mới đến cái thời điểm halving này. Và cái thời điểm này á là cái thời điểm mấu chốt nè, là anh chị kiếm tiền được hay không sau cái thời điểm halving này. Anh chị thấy được là mọi thứ đều đang diễn ra đúng như những gì mà những cái tay to mặt lớn ở thị trường này nó muốn. Nó đẩy lên 30, 31.000, xong đó nó rơi xuống, xong rồi đến hỗ trợ đúng không ạ? Anh chị thấy được hỗ trợ ở đầu sóng A nè, nó vùng lên. Ok, nó vùng lên. Thì bây giờ nó đang test lại tâm lý anh chị một lần nữa. Và khi mà chúng ta nhìn về cái mặt tâm lý của tổng quan thị trường,
Chúng ta sẽ search là fear and greed index đúng không ạ? Đây, chúng ta xem thử là cái tâm lý thời điểm này nó như thế nào. Mọi người vẫn đang rất rất tham lam anh chị ha. Đây, dịch ra greed là tham lam anh chị ha. Và con số này nó đang đạt được cái mức là 65. Và khi mọi người tham lam, chúng ta nên sợ hãi, chúng ta nên đề phòng lại một tí. Đó, thì anh chị thấy được là mọi thứ bây giờ nó đều đang đi theo đúng cái lộ trình mà market maker nó muốn làm ra ở trên thị trường này. Nó sẽ đẩy anh chị tham lam đến tột độ là mọi người phải nhảy vào, mọi người gom hàng Ancoin, ai chưa có gom vào hết, gom vào hết, ai chưa gom được Bitcoin gom vào hết ở ngay những cái khu vực giá cao ha, hoặc là ở thậm chí nha, em nói thật là thậm chí ở những cái khu vực là khoảng 26, 27 hay là 24.000, mọi người gom thật là nhiều vào, mọi người trông chờ rằng là nó sẽ điều chỉnh xuống, nó tăng lên tiếp, và khi một cái sự kiện nó xảy ra nó có thể crash bất cứ lúc nào, bởi vì đây là cái vùng rất quan trọng anh chị. Đó, vậy nên là thà như chúng ta mua ở trong cái thời điểm nó đang tăng trưởng thì chúng ta vẫn sẽ an toàn hơn là chúng ta dự đoán là nó sẽ tăng khi mà chúng ta chưa đủ những cái dữ kiện, những cái dữ liệu để chúng ta đưa ra quyết định nó chuẩn xác 100%. Vì vậy đó, thời điểm này thì em vẫn sẽ chờ xem thử là Bitcoin nó sẽ hành động những cái tình huống như thế nào, và chúng ta sẽ trông chờ những cái tình huống đó và xử lý nó kịp thời anh chị ha. Ok, về Bitcoin thì chúng ta cũng đã chia sẻ về cái cấu trúc sóng là 1 2 3 4 5 đúng không ạ? Chúng ta đã chia sẻ xong cái cấu trúc sóng này rồi và chúng ta sẽ chờ những cái phản ứng tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến những đồng Ancoin nha anh chị nha. Chúng ta sẽ nói đến Ethereum. Về Ethereum thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã phân tích với nhau, nó đi tương tự ha, nó đang đi tương tự với lại Bitcoin, và thời điểm vừa qua thì cái khu vực giá mà nó đã chạm đến thì anh chị thấy được là nó nằm ngay khu vực VAH ở đây là khoảng 1919, và kèm theo đó là nó cũng rất là sát với khu vực 1.618, tức là cái khu vực target của cái 63 này nó có thể là chạm đến, thì nó cho em thấy được rằng là đây là một cái khu vực rất là hiệu quả ha, nó có thể là dừng ở 63 ở đây. Và anh chị thấy được là thời điểm này thì ETH nó vẫn đang nhẹ nhẹ điều chỉnh xuống nhẹ đó, anh chị thấy thì là chúng ta sẽ quan tâm đến hai khu vực để mà chúng ta canh lon được đối với ETH. Nó giống tương tự với Bitcoin là khu vực tỷ lệ 1.1.1847, và khu vực sâu hơn một tí là ở ngay POC hoặc là ở khu vực chính xác là 0.618 1789. Thì ở hai cái khu vực này, ở giữa hai khu vực này, bất cứ khu vực nào mà chúng ta có một cái tỷ lệ hồi lên á thì anh chị có thể là canh lon được, bởi vì chúng ta sẽ có thể là nối tiếp cái sóng năm để di chuyển tăng lên tiếp nha chị nha. Bây giờ chúng ta hãy đánh thuận trên một tí để cho nó có một cái tính nào đó an toàn. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ nói đến là ADA ha. ETH thì vẫn là cái kịch bản đến cái sóng 4 chúng ta sẽ canh để lon lên, và anh chị lưu ý ví dụ như ở đây anh chị muốn lon lên á, ví dụ như ở đây ha, anh chị thấy được ở khu vực tỷ lệ 1:1 này nó có lực hồi tốt, anh chị muốn long lên và target lên á thì anh chị phải để SL nằm dưới BOC, hoặc là nếu như mà anh chị muốn cái entry của mình á, nếu mà giá cả nó về tới khu vực 0.618 này, khu vực sâu như thế này, và anh chị muốn long lên thế thì SL của anh chị ít nhất ha là nằm dưới cái đỉnh sóng 1 này. Nằm dưới cái đỉnh sóng 1 này để cho giá cả nó có thể là an toàn hơn về những cái vị thế chúng ta trade. Thì đây là những cái góc nhìn để chị tham khảo. Anh chị có thể là phân tích lại và xem thử là cái vị thế như thế nào nó hợp lý cho anh chị, và chúng ta có nên quyết định vào lệnh hay không ha, ở tùy ở anh chị ha, anh chị hãy xem những cái thông tin như thế. Rồi, về ETH chúng ta đã có những cái sự phân tích, thì bây giờ chúng ta hãy nói đến Cardano ở những cái khung thời gian ngắn hạn. Thì cái thời điểm vừa qua em cũng phân tích rằng là chúng ta sẽ trông chờ một cái sự từ chối ở quanh khu vực là 0.3 này để canh sót xuống, thì thời điểm này nó vẫn chưa đạt yếu tố anh chị. Vì sao? Vì nếu em sẽ tắt cái volume này đi và anh chị có thể là xem qua với em một tí, ở thời điểm này chúng ta vẫn đang nằm ở ngay khu vực hỗ trợ ha. Đó, thì để mà sót an toàn hơn á thì anh chị lưu ý rằng á là anh chị phải đặt cái entry khi mà nó phá ra được khỏi khu vực hỗ trợ này. Nó phá ra khỏi khu vực hỗ trợ này thì anh chị bắt đầu anh chị canh, anh chị sót xuống và TP đến những cái vùng sâu hơn như ở quanh khu vực là 0.27, cái thời gian trước chúng ta sót xuống nè anh chị nè. Thì đây là cái điểm, đây em sẽ note lại một vài cái điểm để anh chị quan tâm ha. 0.27 khu vực đầu tiên mà nó sẽ hướng đến. Đó, và khu vực tiếp theo là ở quanh khu vực là 0.68. Thì đây là hai khu vực mà anh chị canh để sót thằng Cardano. Rồi, mọi người chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục xem qua cái đoạn này một tí, thì anh chị thấy được là sẽ canh sót đồng Cardano này được khi mà chúng ta bứt phá ra khỏi khu vực là 0.28 này. À, chúng ta đóng nến ở dưới này thì chúng ta bắt đầu chúng ta canh sót xuống, và những khu vực TP thì anh chị đã thấy rồi, SL thì nó sẽ nằm trên đây một tí. Đó, thì Cardano nó vẫn đang có cái tín hiệu tăng lên. Đó, và cái vùng thật sự ra cái vùng mà để sót đẹp nhất là vẫn là cái vùng ở trên này anh chị. Cái khu vực mà em nói với ADA thì nó sẽ có hai khu vực để anh chị sót, và khu vực đầu tiên là khu vực 0.28 này. Nhưng mà anh chị sót ở đây thì anh chị chỉ sót ngắn thôi, vì là cluster ở 4 giờ thì anh chị thấy được là nó cũng đang
có dấu hiệu muốn nguội lại ha. Thì anh nếu mà anh chị short thì anh chị short ở đây là short ngắn rồi, còn khu vực đẹp hơn, cái khu vực nguồn cung nó ổn nhất á mà để short được ADA thì đây chính là khu vực mà em mong chờ nó chạm đến ha. Tại vì nó tạo ra một cái sự cung, một cái sự bán ra ở trên thị trường rất là lớn ở trong thời gian vừa qua, cho nên là đây sẽ là cái điểm mà em sẽ canh nó short, nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ ổn hơn rất là nhiều so với khu vực dưới này đó. Thì anh chị lưu ý là như vậy, nếu mà short ngắn thì canh đóng dưới này để short thôi ha. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ nói đến Sandbox. Ok, Sandbox thì vẫn đang ở trong cái quá trình em chờ, bởi vì nó đang nằm ở giữa cái vùng giá. Thực sự là em cũng không có trade Sandbox ở thời điểm này. À, vì em vẫn đang chờ nó test lại cái đường trên line ở trước đó. Như anh chị thấy cái trên màn hình thì đây là cái khu vực mà chúng ta canh để short khá là đẹp. Và những cái yếu tố trên line đối với cái đồng Sandbox này thì nó cũng rất là hiệu quả. Thì em sẽ bớt một vài thứ để anh chị nhìn rõ nhé. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có một cái lệnh short được mở quanh khu vực 0.5 này, ở khu vực là 0.59 đúng không ạ? Chúng ta short đây và đi khá là sâu xuống. Thì anh chị nào thật sự mà coi video hoặc là phân tích theo những cái dữ liệu mà em đang đề ra mà anh chị tham khảo được thấy ổn á, mà anh chị short được từ cú này short xuống á, thì trong thời gian vừa qua cái TP, cái lợi nhuận của anh chị khá là cao ha. Và thời điểm này em cũng sẽ tương tự ha, chúng ta vẫn sẽ tương tự để xem thử rằng nó có thể là chạm đến khu vực 0.4679 này hay không, tức là cái cạnh trên line ở trước đó. Bây giờ nó đang trở thành khu vực kháng cự rồi thì sẽ canh short ở đây nha anh chị nha. Chúng ta sẽ canh short nếu có sự từ chối xuống, và khi mà chúng ta sử dụng thêm thử về cái Fibo mở rộng thì em sẽ kéo từ khu vực đỉnh này xuống dưới đây. Thì anh chị thấy được là gì ạ? Nó tương tự, anh chị thấy không ạ? Nó rất là giống, nó rất là cực kỳ giống luôn á với cái lần trước mà khi mà chúng ta từ hỗ trợ lên tới 0.5 này, anh chị thấy không ạ? Chúng ta rơi xuống thì thời điểm này đối với Sandbox cũng như vậy, chúng ta cũng đang từ hỗ trợ đi lên và chúng ta cũng thấy được là chúng ta cũng có một cái mốc kháng cự ở 0.5 này đó. Vậy nên là hãy đợi những cái phản ứng giá quanh khu vực này liệu rằng là nó sẽ tạo ra một cú đẩy trở ngược lại hay không, và anh chị vẫn có thể là canh short được cái đồng Sandbox này khi mà chúng ta chạm đến đây ha. Và cái SL thì đương nhiên là nằm ở trên khu vực 0.618 này. Hãy xem những cái phản ứng và trong thời gian tới em vẫn sẽ cập nhật cái đồng Sandbox này về những cái vị thế nó như thế nào, nó có an toàn cho anh chị hay không, để anh chị có thể là bước vào những cái vị thế nó đẹp và nó an toàn nhất nha anh chị nha. Đó, thì đây là cái cấu trúc và cái hành vi giá nó đang lặp lại tương tự ở trong thời điểm vừa qua khi mà chúng ta cũng đã kiếm lợi nhuận ở trên cái đồng đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem thử là Solana. Solana thì nó vẫn đang nằm trong một cái kênh giá tăng ha, và chúng ta không nên short anh chị. Đối với Solana nó chúng ta không nên short vì vì sao anh chị? Rất có thể là nó vẫn sẽ phá ra khỏi cái cạnh trên line này, nó vẫn có thể là điều chỉnh được, nhưng nhìn ở đây chúng ta sẽ xác định hỗ trợ với nhau nhé. Hồi nãy chúng ta xác định giống như Sandbox là xác định về cái kháng cự, thì bây giờ chúng ta xác định về cái hỗ trợ. Thì anh chị thấy được là gì? Hỗ trợ nó đang nằm ở ngay khu vực giá là khoảng 15.79, và ở quanh khu vực Fibo này á, thì chúng ta cũng có hai vùng khu vực rất là quan trọng, đó là VAH ở trước đó nè anh chị nè, chúng ta cũng có BOC ha. Và kèm theo hai cái yếu tố này nữa thì cái hành vi giá này thì em thấy được là nó vẫn có thể là tiến triển ra một cái sự tăng trưởng lên cái khu vực cao hơn là khu vực khoảng 19.2, nơi cũng là cái nguồn cung rất lớn ở trước đó đã bán xuống, thì chúng ta vẫn sẽ canh bán ở quanh khu vực 19.2 này. Thì về cơ bản là nếu trong thời gian tới mà nó đẩy được một cái sóng ra khỏi cái trend line như anh chị thấy ở đây, thì anh chị cũng có thể là canh lòng quanh hai khu vực là 0.618, 0.5 và TB lên trên 20 nha anh chị nha, 19.2 gần 20 đó. Thì anh chị có thể là xem qua về cái tình huống này, và đặc biệt lưu ý là phải có SL. Bởi vì sao ạ? Vì á là cái cấu trúc của nó, như anh chị thấy đây, em sẽ cho anh chị thấy về cái cấu trúc của nó nhé. Ok, thì nó vẫn đang leo dốc ha anh chị ha, nó vẫn đang leo dốc đó. Và nếu như chẳng may đi mà đến đây mà nó không phục hồi lên được á ha, mà nó rơi tiếp á, mà nó rơi tiếp thì có phải là anh chị phải có một cái SL nó an toàn nhất hay không ạ? Nếu mà đến đây mà nó không có một cái sự bật nhảy lên được á, thì anh chị phải có SL. Đó. Biết là chúng ta đang phục hồi lại nhưng mà SL là một cái yếu tố rất là quan trọng. Đó, và SL thì như thế nào? Thì SL đương nhiên là nó phải nằm dưới hai cái khu vực hỗ trợ này rồi. Đó, một là anh chị short ở ngay long ở ngay khu vực là 0.618, hai là anh chị long ở khu vực 0.5, thì SL thì tùy theo cái mức chịu đựng của anh chị, nhưng mà em nghĩ là SL ngắn thôi. Ha, anh chị nên SL vừa phải với lại cái lệnh của mình thôi thì nó sẽ an toàn nhất. À, vì là chúng ta vẫn đang nằm ở trong cái trên giảm, cho nên là khi mà chúng ta long lên đó, thì anh chị cũng phải là cẩn thận. Và nếu như mà cái tình huống này nó xảy ra là cái tình huống mà chúng ta sẽ phục hồi lên từ đây á, thì anh chị thấy được là nếu mà nó tạo đỉnh ở đây thì nó vẫn thấp hơn cái đỉnh trước, có nghĩa là nó vẫn đáp ứng rằng là nó vẫn tạo ra cái đà giảm nữa, cho nên là hãy cẩn thận và lưu ý thận trọng nha anh chị nha, về những cái vị thế ở trong thời gian tới.
nếu mà nó xảy ra những cái tình huống đó. Ok, em sẽ phân tích thêm về đồng Linh cho anh chị ở trong ít phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến đồng tiếp theo là đồng Matic. Đồng Matic ngày hôm qua thì em cũng đã phân tích về cái lối sóng 4. Ha, chúng ta cũng đi di chuyển 1, 2, 3. Thì cái sóng 3 nó di chuyển cũng khá là đẹp anh chị, gần chạm đến khu vực là khoảng 1.618. Thì thời điểm này thì nó đang test lại, nó đang test lại ở khu vực là 1.1. Và tức là cái khu vực này là khu vực hỗ trợ. Ở thời điểm hiện tại thì nó phá xuống rồi nha chị. Thời điểm trước là kháng cự này. Ở thời điểm trước ở đây là kháng cự ở quanh khu vực là 0.66 thì nó cũng đẩy xuống. Thì thời điểm vừa rồi á, khi mà nó bắt một cái lực mua nó tăng lên á và nó phá, nó đóng nến như này mà nó test lại thì anh chị thấy được là chúng ta vẫn có cơ hội để di chuyển xuống khu vực sâu hơn là 0.618 ở dưới này. Đó, và em nghĩ rằng là hãy đợi thử là nó sẽ ngưng ở đâu. Thời điểm này chúng ta sẽ đợi ở hai khu vực giá nha chị. Một là nó tạo ra một cái đà tăng mạnh lên trên này á thì anh chị canh để long được. Anh chị canh để long được và long ngắn thôi. Còn nếu không là anh chị thấy được là nếu mà nó từ chối từ khu vực 1.1 này, 0.66, 0.67 này rơi xuống tiếp á thì anh chị sẽ canh để long ở đây 0.618, khu vực khá là đẹp. Đó, khá là đẹp nha anh chị nha. Và nhìn về không chỉ là cái Fibo mở rộng này mà nếu mà chúng ta kéo thêm một cái Fibo thoái lui nữa đi thì anh chị cũng có thể là thấy được là ở quanh khu vực 0.5 này là một cái điểm rất là đẹp cho cái sóng nó điều chỉnh về. Thì anh chị có thể là kết hợp giữa hai cái công cụ này để canh có những cái sự phục hồi lên thì anh chị sẽ lo được nhé. Ok, thì đây là về đồng Matic. Thì trong thời gian tới thì em vẫn nghĩ rằng là nó có thể là tạo ra một cú đẩy nhẹ lên nữa. Và cái vùng cung của nó thì như anh chị thấy được là nó sẽ nằm ở trên này. Đây, cái vùng cung của nó trong thời gian vừa qua nè. Đó. Thì em vẫn nghĩ là cái sóng năm nó phải chạy lên trên này để nó thứ nhất là lấy thanh lý những cái lệnh short trước đó. Lấy thanh lý đã và sau đó nó mới tạo ra cái đà điều chỉnh tiếp đối với Ancon, đối với cái đồng Matic này. Và kế tiếp chúng ta sẽ nói đến Polkadot nha anh chị nha. Sau Polkadot chúng ta sẽ nói đến Linh, và ngày hôm qua thì em đã phân tích ở trên livestream về cái sóng 4 thì nó đã chạm đúng khu vực này và đang tiến hành là vượt lên. Nó vẫn đang được rút râu và giữ chân trên khu vực tỷ lệ 1:1 của Fibo mở rộng là nằm ở khu vực là 4.7 đô. Chúng ta chạm đúng khu vực này và hồi lên. Thì hãy xem thử là cái sóng năm này sẽ di chuyển đến đâu và em nghĩ là nó sẽ cao hơn một tí thôi. Trong thời gian vừa qua đối với cái sóng 3 của chúng ta á, nó chưa chạm đến cái ngưỡng 1.618. Và nếu mà cái sóng năm này nó di chuyển lên thì em nghĩ là nó sẽ cao hơn một tí. Nó sẽ di chuyển cao hơn một tí lên trên cái khu vực 1.618 này để lấy thanh lý và sau đó là những cái sự điều chỉnh chúng ta sẽ tính sau. Thì thời điểm hôm qua nếu mà anh chị có xem livestream của em á thì nếu anh chị long ở đây thì hiện tại anh chị đang có lợi nhuận ha, anh chị đang có lợi nhuận, bắt đầu có lợi nhuận rồi, anh chị có thể là kéo cái SL và NG đi để cho nó an toàn. Rồi, ok, thì theo cái yêu cầu của anh CZ thì em sẽ xem đến đồng Linh cho anh chị. Ok, về đồng Linh. Anh chị thấy được là thời điểm vừa qua chúng ta đã phá ra khỏi cái vùng kháng cự ở đây. Chúng ta đã phá ra khỏi khu vực là 5.5 và tăng lên mạnh mẽ, hỗ trợ lại và tiếp tục tăng lên nữa. Thời điểm này chúng ta đang nằm ở ngay cái khu vực là nguồn cung của nó rồi. Nguồn cung đi xuống là chị rất lớn luôn. Và đây là cái khu vực tỷ lệ để canh để short được. Nhưng mà thời điểm này chưa có dấu hiệu từ chối. Chúng ta chỉ canh quan sát thử đã. Vì nó vẫn đang có một cái lực mua lên, là anh chị thấy được volume vẫn đang là một cái volume mua để kích lên. Volume vẫn đang là volume mua để kích lên thì hãy chậm lại một tí. Đừng short vội nha chị, nếu mà anh chị muốn short thì ít nhất là cũng phải thấy là nó từ chối từ đây nó rơi xuống đã. Còn không là chúng ta không nên short ha. Về những cái thông tin về công cụ chỉ báo thì như thế nào chúng ta thấy được là ok, thì nó đã đến khu vực của em mua đang muốn điều chỉnh rồi nhưng mà chưa có dấu hiệu của phe bán gọi là nhập vào đây á, thì anh chị hãy lưu ý là hãy cẩn thận nha. Và nhìn ở những góc nhìn nó nhỏ hơn như là 1 giờ đi, đây thì anh chị thấy được là chúng ta cũng có một khu vực hỗ trợ ở 1 giờ. Thì tỷ lệ làm sao để anh chị short được đối với cái thời điểm tới, đầu tiên phải có volume bán sinh ra đối với cái đồng Chainlink này ha, và nó đóng một cái nến lớn xuống dưới thế này á, thì anh chị canh short được, canh short được để canh một cái dấu hiệu điều chỉnh, vì chúng ta đang nằm cũng khá là tốt ở ngay khu vực là một cái tỷ lệ cung hàng ra rất là lớn ở trong thời gian vừa qua. Thì hãy xem thử là nó sẽ điều chỉnh như thế nào và chúng ta canh để mà chúng ta short xuống nha anh chị nhé. Đó, thì về mặt trên lên này như vậy thôi, vẫn sẽ canh short nếu mà có sự từ chối. Còn không á, cái trường hợp khác nha, cái một cái trường hợp khác nữa là nếu mà nó vẫn rướng lên đi, nó phá ra khỏi khu vực này và tăng mạnh lên tiếp á, thì lúc đó chúng ta mới tính đến câu chuyện long. Đó, phải có volume tăng mạnh, kể cả long và short, khi mà anh chị nhìn và anh chị muốn long hay anh chị muốn short thì nó phải có volume lớn thì anh chị mới vào lệnh được.
đó, thì lúc đó chúng ta đánh theo cái xu hướng của những cái nhà đầu tư đang trade ở trên thị trường đó, thì thời điểm này rất có thể nó sẽ quét thanh lý. Vì vậy nó vẫn có thể là tạo ra cái tình huống fake kèo ở đây anh chị ha. Ở đây là khu vực liquidity nè, thì quan sát thử là nếu mà nó lấy thanh lý ở đây nè đó, nó lấy thanh lý ở đây và bắt đầu nó điều chỉnh xuống và vẫn phải phá ra khỏi khu vực là 5.7 này, thì chúng ta có thể là canh để short từ khu vực 5.7 này nha. Đó thì hãy đợi giá nó vòng đầu lại đã, đợi giá ví dụ lấy thanh lý xong vòng đầu lại nằm dưới khu vực này, canh để short xuống thì nó sẽ an toàn hơn cho anh chị. Rồi thì về trên link như vậy thì anh chị có một yêu cầu là call 98 đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ xem về C98 thời điểm tiếp theo nó sẽ như thế nào. Về C98 thì ở khung thời gian 1 giờ chúng ta đang có một cái dữ liệu là một kênh giá tăng, thì chúng ta sẽ sử dụng về kênh song song ở đây cũng được nha. Đó, để xác định một cái kênh giá tăng ở đây thì anh chị thấy được là con sóng tăng này đang di chuyển lên và volume mua ở thời điểm này bắt đầu cạn lại ha. Trong những cái cú đẩy lần trước thì anh chị thấy được volume mua rất là ít. Đây ví dụ như ở thời điểm này nè, không có nhiều volume mua anh chị. Đó, không có nhiều volume mua. Đó, và nó chỉ đang đi theo hành vi giá và những cái số tiền cũng không có quá lớn đâu, thì cũng có thể là đẩy được cái thằng con 98 này lên khi mà nó chỉ di chuyển rất là nhẹ nhàng ở những khung thời gian như là 1 giờ. Chúng ta thấy được cái dấu hiệu đó đúng không ạ? Rất là ít cái lượng tiền được bơm vào thị trường. Ở 2 giờ đi, 2 giờ chúng ta chỉ có một cái cú bơm khá là lớn ở đây. Trong cái thời gian này là khoảng ngày 21, tức là cái thời điểm đó Bitcoin cũng tăng lên thì cũng có người đẩy vào và tăng giá của thằng con 98 này lên, nhưng mà nó vẫn bị từ chối xuống khi mà đến kháng cự này. Thì cứ trade thuận trend nha anh chị, khi mà trend đang tăng như thế này thì anh chị cũng có thể là trade thuận trend nó, chúng ta vẫn có thể là long lên đó. Và cũng như là nói chung á, là anh chị trade ở đây là anh chị trade ngắn và SL ngắn thôi, bởi vì là em cũng không thấy xuất hiện quá nhiều những cái dòng tiền bơm vào thị trường để mà chúng ta đánh một cái lệnh nó dài hơn về những cái lệnh long ở 4 giờ tương tự như vậy ha. Không có quá nhiều lượng tiền đâu anh chị. Và nếu mà so sánh về những cái lực bán ở trước đó nè anh chị nè, ha, về cái cú mà nó sẽ con 98 từ cái vùng giá là khoảng 0.16 nó sẽ về, thì anh chị thấy được là cái volume bán khá là lớn ở đây, và anh chị cũng có thể là xác định cùng em đây là khu vực có một cái lượng bán lớn nhé. Đó thì khi mà anh chị trade thì anh chị lưu ý đến khu vực này vì nó vẫn có thể là quét thanh lý, nó giống như cái đồng hồi nãy chúng ta xem về đồng lưng á, thì nó cũng sẽ lấy thanh lý và nó có thể là có tỷ lệ rơi xuống đó. Và nhìn về những cái công cụ chỉ báo tương tự đi đó, thì thời điểm này ở 2 giờ nó gần đến khu vực qua bán, nó vẫn có thể tỷ lệ là hồi lên, thì anh chị có thể long ngắn lên được nè. 4 giờ thì nó đang điều chỉnh à, nhưng mà em thấy được là cái tỷ lệ nó vẫn sẽ có khả năng, cũng sẽ có khả năng là lấy những cái khu vực thanh lý ở trên này và trước khi nó tạo ra cái đà rơi tiếp. Đây là cái tường bán rất lớn đó, thì mọi người sẽ cũng sẽ canh short giống như những cái đồng khác mà em đang mô tả cho anh chị xem, rằng là nếu mà nó lấy thanh lý xong ha, nó lấy ở đây nha, ví dụ nha, ở đây nếu như bây giờ nó chạy lên và nó lấy thanh lý xong, nó quay trở lại và nó phá ra khỏi cái cạnh trên line của kênh song song này, nó phá xuống dưới, nó đóng dưới này á, thì anh chị bắt đầu là anh chị canh, anh chị short xuống được đó. Vì là chúng ta có rất nhiều dấu hiệu về mặt volume không tốt đối với con 98 này, và nếu mà anh chị để ý thì con 98 bây giờ chỉ có ăn xả là nhiều thôi, nhìn ở khung ngày nhé. Đó, con 98 đa phần thời điểm vừa qua từ lúc mà nó listing lên nó cũng chỉ có một cú bơm lên khá là mạnh thôi, còn đâu là nó cứ xả dần theo thời gian. Vì vậy là chúng ta cũng nên thấy được rằng là cái góc nhìn dài hạn là con 98 nó vẫn có thể là điều chỉnh tiếp ha chị. Rồi ok, thì buổi livestream ngày hôm nay thì cũng đã kéo dài là 45 phút như cái lộ trình mà chúng ta cập nhật thường ngày với nhau rồi. Và nếu như anh chị không còn câu hỏi nào nữa thì có lẽ là sẽ hẹn gặp lại anh chị ở trong tuần sau ha, vào thứ hai tuần sau ở những buổi livestream như thế này. Và chúc anh chị có một cái buổi cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, và cũng như là sẽ kiếm được thêm nhiều cái lợi nhuận ở trong thời gian tới ở trong thị trường crypto này nha anh chị nhé. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết buổi livestream ở lần này. Hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những buổi livestream lần sau.